Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 53. Chuyện bình rượu đầy. Tiền thân Bunabathi. Bình rượu đầy như vậy. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về rượu có thuốc độc. Một thời ở Xá Vệ, một số người nghiện rượu họp lại với nhau và bàn với nhau: tiền mua rượu của chúng ta đã khô cạn, vậy làm sao bây giờ? Một tay bượm rượu nói: chớ lo, đã có cách. Cách gì vậy? Cấp cô độc thường đeo nhẫn, mặc áo đẹp đi chầu vua. Chúng ta đổ thuốc phê vào trong bình rượu, dựng một quán rượu, ngồi tại đấy. Khi cấp cô độc đi về, hãy mời vị đại triệu phú vào và cho uống rượu ấy. Khi lão già ấy bị mê say, chúng ta lấy nhẫn, lấy áo và chúng ta sẽ có tiền mua rượu. Chúng chấp thuận đề nghị ấy, làm theo như vậy. Và khi vị triệu phú đi về, chúng đến gặp và nói: thưa ngài đại triệu phú, chúng tôi có rượu rất ngon, hãy uống một chút rồi đi. Cấp cô độc nghĩ: thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, làm sao uống rượu được? Dầu không muốn uống, ta cũng sẽ phát hiện âm mưu của bọn nghiện rượu này. Nghĩ vậy, cấp cô độc đi vào quán rượu, nhìn chúng làm, biết rằng rượu ấy đã bị chúng pha thuốc mê vào. Ông quyết định sẽ làm cho chúng bắt đầu từ nay phải trốn biệt. Ông nói: này bọn nghiện rượu ác ý kia, các ngươi để thuốc mê vào trong bình rượu, khiến những người qua lại uống, làm cho họ say mê rồi cướp của. Các ngươi dựng lên một quán bán rượu, ngồi tại đấy chỉ tán thán rượu này, nhưng không một người nào trong bọn ngươi dám uống. Nếu rượu này không có pha thuốc mê thì các ngươi hãy uống trước đi. Cấp cô độc làm cho bọn nghiện rượu hoảng sợ, khiến chúng chạy trốn rồi đi về nhà. Nghĩ rằng việc làm của những tên nghiện rượu cần phải trình lên Đức Như Lai, cấp cô độc đi đến và thưa rõ sự việc. Bậc đạo sư nói: này gia chủ, lần này các người nghiện rượu lừa dối gia chủ. Trong quá khứ chúng cũng đã lừa dối các bậc hiền trí. Nói vậy xong, với lời yêu cầu của vị gia chủ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm người triệu phú ở Ba La Nại. Lúc bấy giờ, những người nghiện rượu này sau khi bàn bạc với nhau đã pha rượu với thuốc mê, chờ người triệu phú Ba La Nại đi đến. Chúng đón ông và nói những lời tương tự. Người triệu phú giàu không muốn uống, cũng muốn phát giác chúng, nên đi vào nhìn chúng làm, biết chúng có mưu mô gì, quyết định làm cho chúng phải trốn chạy, nên nói: này các bạn uống rượu, nếu uống rượu xong rồi mà đi đến cung vua thật không thích đáng. Đến chầu vua xong, khi trở về tôi sẽ tính việc này. Các người hãy ngồi tại đây. Người triệu phú đi vào chầu vua rồi trở về. Các người nghiện rượu mời ông vào. Vị triệu phú đi vào, nhìn những bình rượu bị pha thuốc mê, liền nói như sau: này các bạn uống rượu, vì các bạn làm ta không ưa thích. Các bình rượu của các bạn vẫn còn đầy tràn, các bạn chỉ có tán thán rượu nhưng không uống một giọt. Nếu như rượu này ngon thiệt thì các bạn đã uống rồi. Rượu này đã được các bạn pha thuốc mê vào. Và để đánh tan ý định của chúng, Bồ Tát đọc bài kệ này: bình rượu đầy như vậy, rượu đâu có đổi khác, vì lý do ta biết rượu này không phải tốt. Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, những người nghiện rượu kia là những người nghiện rượu ngày nay, và vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说